Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với An Kinh Audio. Hôm nay em sẽ lên một cái bản test của đôi loa Sake, một dòng loa full bass 30. Thì đầu tiên các bác vào cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Và sau khi nghe bản test thì các bác có thể là cho em xin một cái comment đánh giá về cái loa này ở dưới bình luận các bác nhé. Thì với dòng loa Sake thì các bác dịch ra tiếng Anh dịch ra là gọi là rung chuyển, gọi là rung chuyển các bác nhé. Thì em sẽ cho các bác xem nội thất trước. Đây, nội thất thì nó sử dụng cho mình một củ chép thực sự là to, từ của nó là từ 14 các bác, một củ chép mà từ 14 các bác nhé, cực kỳ là to. Thì các bác biết là cái hướng của cái đôi loa này nó sẽ hướng hướng về về giải lời, hướng về về giải mic các bác nhé. Thì loa này thì em đã tháo phòng karaoke, thì tất nhiên khi các bác biết là em đã tháo phòng thì người ta sẽ chọn cho mình một đôi loa có một cái lời rất là hay, bay và cái giải mic cực kỳ tuyệt vời. Vì ở cái phần bát, phần súp thì nó đã trong phòng hát thì đương nhiên nó đã có súp rồi, có súp rồi. Thì cái phần bát nó nếu mà khi các bác chơi gia đình, chơi độc lập thì bát thằng này gọi là cũng đã quá là ok rồi. Đây các bác nhìn thấy cái bát cũng rất là sâu nhá. Bát dòng phát bát 30 cực kỳ là sâu, được chưa? Và các bác nhìn cái chép này là từ 14, rất là to, cực kỳ là nặng luôn, và cái họng của nó cũng làm rất là chắc chắn, vì là cái thằng cũ này rất nặng nên là đâm ra là cái họng của nó cũng làm rất là cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây các bác nhìn nghe này. Đấy, các bác nghe thấy tiếng kìa. Đấy, họng rất là chắc chắn nha. Đây là bát. À, bát của nó đây. Bát của nó là nặng phết. Đây. À, Sake, mã là Sake với model là GF12, GF12 Design USA, tức là bát chép nó vẫn nhập ở Mỹ, còn lắp ráp và thùng là ở Trung Quốc các bác nhá. Đấy, được chưa? Đây là củ côn. Hàng này là zin 100% luôn các bác này. Đấy. Hàng zin 100% luôn. 2 4 5 nhện là sóng nhện cao này, cực kỳ là cao luôn. Đấy các bác, màng bát. Với cái màng bát thằng này thì các bác sờ rất là mịn, mịn màng cực kỳ luôn, mịn màng. Đấy, mịn màng các bác nhá. Và côn này là côn 65. Côn này là côn 65. Như những dòng loa của các bác đã biết rồi, những cái dòng côn bé mà công suất cao thì luôn luôn cho ra một cái lời cực kỳ là hay. Đấy, nên các bác là nắm rõ được là loa này nó thiên về cái gì, để khi các bác mua hàng ấy, mục đích chính của các bác là gì, thì khi các bác phối ghép với bộ dàn thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và cái thằng loa này thì phân tần, đây là phân tần các bác nhé. Phân tần thì nó lại có một cái rất là đặc biệt, đó là sử dụng phân tần dối, và khi nó hoàn thiện thì nó sẽ bắn thêm một lớp lớp keo, đây gọi là lớp keo các bác nhé, bắn thêm một lớp keo để che những cái thông số của con chở, che những cái thông số của con tụ, được chưa? Và với cái phân tần như này thì thực sự là một dòng loa phân tần rất là khủng các bác. Đây các bác nhìn kỹ này, đấy chưa, đây là keo các bác nhé, không phải sơn, đây là keo nó bắn vào để che thông số của chở này, che thông số của hai con tụ này, hai con tụ này là hai con tụ nhôm các bác nhé, hai con tụ nhôm, được chưa? Và đây hai con tụ thường, ba tụ thường. Đấy, quận cán các thứ đầy đủ luôn. Phân tần dối thì ra cái tiếng khá là chi tiết. Và thùng vách thì loa này là sử dụng là những cái ván thùng các bác, những cái ván thùng nó xếp lại với nhau, nên là người ta gọi hay gọi là thùng gỗ đấy các bác, thùng gỗ không phải là thùng mùn cưa. Nên là khi các bác mà làm một đôi để chơi sự kiện thì nhớ may dính mưa thì các bác cũng yên tâm rằng là nó sẽ không bị mún loa các bác nhé, được chưa? Đấy, bát chép phân tần các bác toàn hàng quá là xịn trò luôn các bác nhé. Đây, hàng thương hiệu, tiếng thì cho các bác nghe. Bây giờ các bác có tai nghe thì các bác đeo nhé. Các bác có tai nghe thì các bác đeo vào. Em sẽ test một bản nhạc bằng tiếng Anh, thì các bác sẽ cảm nhận được cái độ sáng, độ nhuyễn, cái chép nó phóng đi cực kỳ là xa. Và thằng này thì bác nào mà làm sự kiện thì cũng hết ý luôn. Làm sự kiện, đấy, làm sự kiện cũng hết ý luôn các bác nhé. We'll be right back.
Đấy, các bác vừa nghe cái bản test thì với đôi loa này nó thiên về giải lời, giải mic. Nhưng mà các bác đã nghe những cái bản test thì cái giải bass của nó cũng cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Giải bass cũng rất là sâu, cũng rất là mềm mại. Các bác đeo tai nghe thì các bác cũng đã nghe quá là rõ rồi đúng không ạ? Đôi này thì các bác nó là full 30 các bác nhé, full 30 được chưa? Thì các bác nào có nhu cầu các bác cứ liên hệ với Ankin Audio, sẽ có cái giá cực kỳ là tốt. Giá nó sẽ trên dưới 8 triệu rưỡi các bác nhé, trên dưới 8 triệu rưỡi một chút, vì cái hàng này là hàng chất lượng đúng không ạ? Các bác nào mà đang xem ấy thì nhớ là cho Ankin Audio một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Và em sẽ có những cái mặt hàng thanh lý rất là nhiều ở trên kênh. Thì bác nào mà đăng ký rồi thì cho ấn vào cái nút thông báo, ấn vào nút thông báo sẽ có, khi mà em lên video sẽ có thông báo cho tất cả các bác luôn. Đấy, một dòng loa khá là chất lượng, Sake, dịch ra là dung chuyển design USA, tức là bass chép nhập ở bên USA, phân tần USA, lắp ráp và thùng là làm tại Trung Quốc. Đấy, các bác nói rất là rõ ràng các bác rồi. Quan trọng nhất chất âm. Chất âm các bác nghe rất là tuyệt vời luôn. Các bác nào làm sự kiện nhé, sự kiện hoặc là nhà bác nào mà có cả shop rồi thì làm một đôi này đảm bảo khi các bác hát nó rất là nhẹ, hát nhẹ tiếng, bay tiếng, không bị mệt. Đấy, là một đôi loa xịn chứ không phải là cứ phải là uy lực, cứ phải là ấy thì nó mới hay đâu các bác nhá. Quan trọng nhất là cái mục đích sử dụng của các bác là gì và cái bộ dàn của các bác đang thiếu là thiếu cái gì thì các bác bổ sung, được chưa? Đấy, các bác nhìn thấy cái màng, từ cái màng loa rất là mịn, đấy, chép cực kỳ là khủng, chép mà to gần bằng cái con đây là từ bát loa là từ 16 mà chép một đã từ 14 rồi. Ok, các bác cho vào cho em xin nút like nhé. Xin chào và hẹn lại tất cả các bác.